Vô đi. Đó. Xin chào quý vị, hôm nay chúng tôi đã đến làng Mai Xá và đến trực tiếp một hộ dân khai thác một món rất là đặc trưng của tỉnh Quảng Trị, không nơi nào có. Có thể nó có giống nhau nhưng mà ở đây là nó có sự khác biệt. Vì món này người ta gọi một cái tên cực kỳ hay và gợi nhớ đến nhiều đam mê trong con người Việt Nam ta. Đối với vị đó là gì? Chúng tôi giới thiệu luôn đây chính là món chát. Đó. Thế là chát là gì? Chẳng đây là một cái món mà không ai có thể biết đến nếu như chưa thưởng thức món này. Và nó được tạo ra, được đánh bắt bởi một người nông dân cực kỳ chân chất ở làng quê thôn Mai Xá. Thì hôm nay anh đã đến đây và đem đến cho chúng tôi món này. Chúng tôi gọi với nhau đó là chát. Thế thì tiếng Anh có thể gọi là mussel, nhưng mà các bạn biết không, nếu như chúng tôi không giải thích thêm thì các bạn sẽ không biết món này là món gì. Thế nó đặc trưng ở chỗ là bây giờ hiện ngao nó có cả 110.000 loài, nhưng ở đây có món chát thì không ở đâu mà có thể gặp được món này. Nó khác hoàn toàn vì nó rất là ngon ngọt, vì nó được khai thác ở cái vùng sông mà nó gọi là chan hòa giữa nước lờ và nước ngọt của dòng sông Thạch Hà, sông Hiếu ở đây. Đó, nó có tinh đậm đà như thế. Thì quý vị cũng biết rồi, ở Quảng Trị thì con người là chân phạt, rồi khi người ta khai thác những cái món như thế này thì cũng là chân phạt luôn. Thế thì Quảng Trị chất phạt, rất là chất phạt, vì nói đến 81 ngày đêm của những người anh hùng Quảng Trị thì sau đó để gìn giữ mảnh đất để làm gì, để cho những người dân được thưởng thức những món ăn như thế này đó. Để có chất ăn hàng ngày và nhậu. Hôm nay anh em chúng tôi nhậu và chúng tôi đưa lên món này để cùng giới thiệu với quý vị. Nếu như quý vị ở đâu đó, tất cả các vùng nào đó của Việt Nam mình mà đến du lịch Quảng Trị thì không nên quên cái món này. Người ta gọi là chát. Vâng, thế anh em ở đang nhậu cái món chát này cùng hô là yeah một cái để cho nó hay hoa hè. Một, hai, ba. Xin cảm ơn quý vị nghe. Đó, quý vị phải đến Quảng Trị nghe quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tại Quảng Trị yêu thương. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Ok.